nay giới thiệu với mọi người con MTB Check hàng copy. Chất liệu là nhôm. Đây đi dây âm. Chén cổ thẳng 4444 nha. Cốt pin thì mình xài cốt to thông dụng 316 kèm luôn khóa cốt. Đây. Hàng BB vặn răng. Bánh đi bánh 27.5. Kèm bắp đề. Đây, mình đi dây đây vô. Ra dây đây nha mọi người. Ra đây. Rồi phía sau mình sẽ đi dây ngoài. Con này thì bây giờ bên em đang sale 1,5 triệu. Như vậy, 1,5 triệu. Có 3 màu nha. Màu này là xanh đen. Đây, xanh. Con này hiện tại trong kho em thì có 3 màu nha mọi người. Xanh đen, xanh vàng chuối và xanh đỏ. Tất cả đều là đồng giá 1,5 triệu. Sườn này có giống đứng là cao 39,5 xăng, ngang 58 xăng, có trọng lượng một cây là 1,95kg. Sườn em đang sale rẻ thanh lý, cần thắc mắc liên hệ gì cứ để lại comment hoặc liên hệ theo số hotline 0899 880 559. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo.